mọi thứ đã bắt em đang từ xuống tàu bơm cát nơi khác thì đã mạn giáp xong đã tân lập quyền Tân Phước tỉnh Tiền Giang thì rất là ok. Cái khu nhà trọ 22 căn phòng, nhà trọ cũng rất là đẹp, cũng đã bằng cát nơi đây 22 phòng đã đưa vào hoạt động. Rồi, quý khách có nhu cầu bơm cát lắp cát vàng ký gửi mua bán các loại nhà đất xà lan gia tạo thì cả nhà mình cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại 09867 09668 thì mình sẽ hỗ trợ tận tình nhanh chóng mang đến những cái sản phẩm tốt nhất cho quý khách để quý khách đưa vào sử dụng. Mặt bằng này dài khoảng tầm 60 mét, rất là dài. Xong bây giờ chỉ xây cuối nền nữa thôi, bây giờ tới là chu tắc thì chu tắc này khách có nhu cầu cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại 09867 09668 mình sẽ hỗ trợ và tư vấn tận tình cho cả nhà mình. Mình xin kính chào quý khách.